Cái vấn đề bếp này dùng là sướng hơn là nó không có khói mù mịt, mà trong khi đó nó vẫn giữ được cái mùi thơm của chả của chị bay lên. Dãy tôm cá đấy, đấy là cửa số 12. Ồ, thì người ta gọi 12 dãy hải sản đấy. Rồi rồi, anh biết rồi đấy rồi. Thật ra là ngày trước lúc chị bán nướng than ý, thì nó không phải có nướng trần thôi. Chứ nó không phải như bây giờ. Bây giờ là nếu mà khói quá thì những nhà xóm người ta kêu ấy. Thế thành ra bây giờ là hầu như tất cả hàng ấy người ta đều nướng làm sao mà để mà không khói. Cái vấn đề bếp này dùng là sướng hơn là nó không có khói mù mịt, mà trong khi đó nó vẫn giữ được cái mùi thơm của chả của chị bay lên. Ví dụ như kể cả là chị nướng bếp này, thế nhưng mà khách người ta đi qua người ta cũng phải quay lại là bởi vì mùi chả nó thơm nó bay lên đấy, chứ không phải là nướng bằng cái này. Cái này nó không phải là khác nhau ở cái gì cả. Còn nướng cái kia ấy, nướng bằng bếp than ấy, thì cái mỡ nó giỏ trực tiếp xuống than, nó cháy, nó khét. Em ở ông cái này thì nó không có cháy khét, mà là nó nướng cái lượng nhiệt ổn định. Dùng cái này chị thấy ok, hiệu quả, sạch sẽ. Nhưng với khách nhà chị, người ta ăn người ta ok luôn. Người ta còn tiếp thu vấn đề là bây giờ nướng cái này là văn minh, lịch sự, sạch sẽ và ăn chất lượng và nó không bị tạp chất nhiều. Thường là khách người ta vào đến nhà chị, người ta còn bảo chả hiểu bún chả. Nhà này mà bán hàng mà thấy nhà cửa sạch sẽ và cái vấn đề là không bị bẩn biết như những nhà kia là bởi vì sao? Mỡ màng, nhầy nhụa, cộng thêm với cả khói mù, khói mịt không có, mà trong khi đó ăn chất lượng chả lại còn ok hơn. Cái thứ nhất là nhà chị bán hàng ấy là cái chất lượng ok, giá thành hợp lý. Thế thành ra là nhiều khi là người ta ăn cứ như thế là người ta quen thôi. Thì theo như chị bán hàng thì chị thấy cái này dùng cái này là ok. Nhà chị là bán chợ Đồng Xuân này, Cầu Đông này, Nguyễn Thiệp này, hàng mã này, hàng đường này, hàng giày này, hàng buồm này, cổng ô này. Nói chung là cái đằng quận này, trong khu vực này là nhà chị đưa hết.